Đây là những bước đi đầu tiên của em Tít. Đây chính là những bước đi đầu tiên của em Tít đây. Hôm nay là ngày mùng 8 Tết năm 2019. Tết Kỷ Hợi 2019. Em Tít ngày hôm nay đi được mấy bước nhỉ? 8 bước. 8 bước. Đi lại nha, đi lại. Rồi em Tít đi đi để sau này để bao nhiêu là kỷ niệm để sau này em Tít đi những bước đi đầu tiên nhá. Vâng, mẹ là người dìu dắt con đi những bước đi đầu tiên. Anh Tôm ngồi đuôi đằng kia để cho ba Trình quay. Những bước đi đầu tiên anh Tôm dìu lên từng bậc. Nhẹ thôi không em giật mình. Nhẹ nó bé thôi không em giật mình. Đấy, em đi được rồi. À, thật tuyệt vời. Bỏ bó ra con. Con lại đây nào. Ba Trình à?